Dạ rồi, dạ Nhật Quỳnh xin kéo cái câu của anh chị Phan Văn Liêm đến cho cô nghe. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh một lần nữa. Dạ. À, cảm ơn cô tu nữ tại duyên, cảm ơn Trịnh Đăng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, rồi Tâm Phương còn trước máy không Tâm Phương? Tâm Phương có thể cầm mic được không? Áo để đây. Dạ có cầm mic được không cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ cô tu nữ thăm má trái rí hôm nay có cầm mic được không? Dạ nếu được cho Nhật Bình một tín hiệu, không đưa tay được không sao, cho chúng mình tín hiệu thì Nhật Bình cũng sẽ nhường mic, cũng không luôn. Dạ rồi vậy thôi. Trong khi chờ đợi bàn tay của Sức Tâm Phương, dạ Nhật Bình xin ôn bài pháp cú kinh số 193. Đút la phô bù ri xà chanh nhô na sơ sáp ba tha cha ya ti ya tha sợ cha ya ti thị rầu tăng cu lằng sư kha mê tha ti đồn đồn la phô bồ đi xà chanh nhờ na sợ sạp ba tha cha ya ti ya tha sợ cha ya ti thị rầu tăng cu lằng sư kha mê tha ti. Đồn la phờ bù đi xà chanh nhờ na sợ sạp ba tha cha giá ti giá tha sợ cha giá ti thị rờ tăng cu lăng su kha mê tha ti. Khó gặp bậc thánh nhân không phải đâu cũng có, chỗ nào bậc tri sanh gia đình tất an lạc. Dạ đây là bản kiến ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Đồn la phờ bù đi thì xa nhau nã sơ sắp ba thả gia ti và thả sơ cha và ti ti sơ tặng cứu gia su khả mẹ tha ti tuần la phô bù thì xa chánh nhớ nã sơ sắp ba thả cha gia ti và tha sơ cha và ti ti sơ tặng cứu sa lăng sự tăng cư đăng tăng cư đăng sư khả mê tha tiền đừng la phô rì xa sanh nhớ nã sơ sắc ba tha cha gia tỳ và tha sơ cha và tỳ thị sơ tăng cư đăng sư khả mê tha tiền khó thay có ít hạng người trí tuệ cao viễn ra đời ở đây. Chỉ đâu phúc đủ duyên đầy nơi ấy thiện trí đợi ngài giáng sinh. Đây là bản phổ tơ của Hòa thượng Giới Đức, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ chắc hôm nay Hích Tâm Hương không có cầm mic được rồi nên không thấy tín hiệu. Dạ Nam Mô Bích Thai. Dạ còn 5 phút nữa mới đến giờ, thế bên nãy giờ. Dạ con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn vừa quang lâm vào đạo tràng. Dạ sư có thể cầm mic ôn bài hoặc là như thế nào không cho con một tín hiệu thì để con dâng mic đến sư ạ. Dạ con thấy đồng hồ con còn 5 phút nữa mà con cũng chưa có thấy đại đức minh mạng đạo tràng. Dạ sư bạn, dạ không sao, dạ con tri ân sư. Dạ con
Con không biết hôm nay Đại Đức Tịnh Đạt có điềm khuyết cho Đại Đức Trợ Nhật Đại Đức Minh Mẫn không sư? Dạ thường thì con thấy gần tới giờ thì Đại Đức ẩn vào sớm. Ồ vậy hả? Cảm ơn Rạng Đông. Vậy thôi trong khi chờ đợi. Dạ cảm ơn cô An Minh. Dạ trong khi chờ đợi thì con xin cầm mic một chút xíu. Dạ sa thú kính cảm ơn cô Nghe Pháp, cô An Minh, Xích Trần Đạo, Xích Rạng Đông và cô tu nữ Tệ Duyên đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ bây giờ thì trong khi chờ đợi sư Minh Mẫn vào đạo tràng, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tập thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Dạ trước khi sư vào đạo tràng. Dạ con tri ân sư. Dạ tại con tưởng tưởng quý sư đổi với nhau thành con hỏi. Dạ con tri ân sư. Dạ cảm ơn Xích Rằng Đông cho bài học. Nam mô Bích Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Sama Sambuddha Sa Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Sama Sambuddha Sa Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato. Dạ con tri ân sư, dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin đọc lại ạ. Ramma cha lô ca thi ba ti sa hầm ba ti ca tăng cha li anh thì qua răng a da cha tha san tỳ sa thất tập ba ra chấp kha cha ti ca đề xê tụ thâm măng à nu câm bi măng ba chăng xà thầm ma phê riêng vì na danh cha ca văn sùa tan cha băng thăng à phi thâm ma châm măng à cầu ta danh tơ ta tu sắp cha đăng đăng ba bơ thà này bà đi xa dạ mặt che ê quan sa hâm bà tỳ đâm ma và gà quanh tăng a à, da cha thằng tuấn hy pha quê na tăng bồ thâu cà ruồn nhảy na thì qua xa tán ha vua tha và bà này na mì gà đa dặn tà tô gà tô bánh cha quát giá bà đồ này dê à măng bà dê xì thăm ma tô tà tô ba phu tì xăm vua thô à nu na thăm mà đê xa năng sa ba di tha bà rì sa gia à nu cầm bấm bì ca ta quên chúng sanh tất cả bốn hàng à, như sen trong nước minh quang luôn chờ à, trời lưu mọc đặng nhờ ánh sáng rỡ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường à, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngồi khẩn khoản phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo giải đời a à, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn
Rồi từ đó mở mang giáo pháp 345 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăn thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thịnh nhài thuyết pháp nói đàng từ bi. Chúng sanh người khắp chốn đi tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Ha Giá. Con thành kính đảnh lễ đại đức Minh Mẫn vừa quan năm vào đạo tràng. Con cũng xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp quốc kinh số 194. Sa thú lành thai Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một tiếng quá. Con kính dâng mít đến sư ạ. Sa thú lành thai kính tri ân xích Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Nhẫn, cùng chư Tôn Đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 194. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ. Su khô bút tha. À, Nam mô Bà Đồ Su. Su kha sát tham ma đề sa na. Su kha sát tham ma đề sa na. Đoạn thứ ba. Su kha sang khá sát sa mắc ghi. Su kha sang khá sát sa mắc ghi. Đoạn thứ tư. Sa mắc ga năng tạp bồ su khô. Sa mắc ga năng tạp bồ su khô. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có hai từ từ đầu an hạnh phúc. Từ thứ hai bút tha nam pa đô đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Bút tha năng cộng với là upa bút tha na à xin lỗi bút tha là Phật hay là sự giác ngộ. Bút tha năng chia theo cách thứ sáu số nhiều thành ra chúng ta dịch ra là của chư Phật. Upado là sự xuất hiện mà chúng ta cũng có thể dịch ra là sự ra đời. Sự xuất hiện là sự ra đời. Bút tha nam pa đô là sự xuất hiện của chư Phật hay là sự ra đời của chư Phật. Chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Từ đầu tiên su kha su khô su kha đều là su kha cả. Su khô thì chia theo chủ cách số ít. Su kha ở đây đó là tính từ nó bổ nghĩa cho đê sa na. Thành ra đó là nó chia đồng cách đồng số.
Thành ra xuất khô, xuất kha, xuất kha đều có nghĩa là sự an lạc, sự hạnh phúc cả. Từ thứ hai, sách thăm má đê sa na, đây là một hợp từ chúng ta tách ra sách thăm má cộng với là đê sa na. Sách thăm má mình dịch là chánh pháp hay là diệu pháp. Đê sa na, đê sa na, đây là một cái danh động từ, từ cái động từ đê xê tiết. À, thành ra ở đây mình dịch theo nghĩa thụ động. À, đê sa na là được thuyết giảng. Sách thăm đê sa na là chánh pháp được thuyết giảng. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ, từ đầu tiên chúng ta đã lấy nghĩa rồi. Từ thứ hai, sang khách xá. Sang khách xá này mình dịch cái này mình dịch, nếu mà dịch theo ý đó, dịch theo nghĩa đó, là hội dịch âm đó là tăng đó. Rồi tăng này mà lấy theo ý nghĩa nữa là mình dịch là tăng chúng. Tăng là mình phân biệt chánh đi, tăng chúng là phân biệt chánh đi chúng. Tăng hội chúng, tăng chúng. Samaggi. Samaggi là sự đoàn kết hay là sự thống nhất. Hay là sự hòa hợp. Rồi, đoạn thứ tư. Chúng ta thấy gồm có ba từ, từ đầu tiên Samagga năng Samagga. À, Samagga nó đồng nghĩa Samaggi ở trên. Mà ở đây chia theo thứ sáu số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là A năng. À, là của sự hòa hợp hay là của sự đoàn kết. Tapu. Tapu ở đây theo nghĩa từ điển đó là tu khổ hạnh. À, mà mình có thể hiểu đó là, hiểu rộng ra đó là việc tu học, việc hành trì. Rồi xuất khô chúng ta đã lấy nghĩa trên rồi. À, thì xin thưa với toàn thể quý vị, cái câu kệ này gồm có 4 đoạn và tất cả các từ đều chia ở chủ từ và túc từ đó đều chia ở chủ cách cả, cho nên chúng ta ngầm hiểu có một cái động từ to be, hô tí hoặc là lắp phát tí nó ẩn. Do đó mỗi một đoạn đó là một câu. À, một đoạn là một câu. À, nếu mà chúng ta dịch theo văn xuôi này ha, thì là Buddha Namuppado, sự ra đời của chư Phật, xuất khăn là hạnh phúc. Buddha Namuppado, sự ra đời của chư Phật, xuất khô là hạnh phúc hay là an lạc. Rồi, đoạn thứ hai. Sách Thamma Desana, chánh pháp được thuyết giảng hay là được tuyên thuyết, xuất kha là hạnh phúc. Sankhasa Samaggi, sự hòa hợp của tăng chúng hay là của tăng, hay là sự đoàn kết của tăng sukha là hạnh. Năng tapo, sự tu trì hay là sự tu tập trong sự đoàn kết hay là trong sự hòa hợp, sukho là hạnh phúc.
Rồi, đó là toàn bộ ý của từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 194. Dạ, kính tri ân Sít Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 194. À, tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương. Rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavantang Abhivademi. Svakkhato Phakkhavata Dhammo Dhammang Namassami. Suppatipanno Phakkhavato Savakka Sangho Sanghang Namami. Namaturatanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật pháp. Tại râm Pháp Cú Kinh chuyên đề Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, câu kệ Pháp Cú số 194 hôm nay chúng ta học nằm ở trong phẩm Bút Tháo Quắc Gá, phẩm Phật Đà. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chê Táo Quán Á, đề cập đến sự thảo luận bàn luận của nhiều vị tỷ kheo. Một lần nọ chư tỳ kheo gồm có rất là nhiều vị, thì ở trong chú giải nói là 500 vị, nhưng mà chúng ta hiểu đó là nhiều, nhiều vị. Ngồi trong giảng đường bàn luận với nhau như thế này. À, này chư hiền, hay là này chư tôn hiền giả, điều chi lạng lạc ở trong đời này? À, thì bây giờ một số đó cho rằng sự an lạc sánh với vương quyền đó, thì không có. Rồi một số là cho rằng đó, sự an lạc sánh với dục đó, thì không có. À, rồi một số khác là cho rằng sự an lạc sánh với vật thực đó, thì cũng không có. À, tức có nghĩa đó là các vị này đang thảo luận và đang cho rằng sự an lạc hạnh phúc đó chính là liên hệ đến vật chất, liên hệ đến ngũ dục, dục. Thì bây giờ Đức Thế Tôn Ngài đang ngồi nơi hương thất của Ngài đó, với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhiên, Ngài đã nghe được cái câu chuyện thảo luận giữa các vị tỳ kheo này. À, cho nên Ngài mới khởi lên cái ý nghĩ, đây là hợp thời để Như Lai đoạn nghi cho tăng chúng. À, cho nên từ nơi hương thất Ngài đã quang lâm đến giảng đường, ngồi vào ở nơi đã được lúc bấy giờ Ngài mới cho các vị tỷ kheo. Này các tỷ kheo, các ngươi đang thảo luận về chuyện gì đó?
Thì lúc bấy giờ chư Tỳ kheo mới trả lời bạch Đức Thế Tôn, chúng con đang thảo luận về cái chuyện như thế này như thế này như thế này. Thì nương nghe theo cái duyên sự đó đó, Đức Thế Tôn ngài mới dạy. Ngài nói này các Tỳ kheo, tất cả sự an lạc ấy đó đều liên hệ đến khổ ở trong vòng tử sanh luân hồi. Chỉ có sự giáng sanh của chư Phật, sự giảng dạy giáo pháp, sự hòa hợp tăng chúng là nhân an lạc ở trong đời này. Sau khi dạy như vậy xong, ngài mới thuyết lên câu kệ: Sukho Buddha Namuppado, Sukha Satthammadesana, Sukha Sangha Sasamak, Sangha Samaggi, Samagga Nantappo Sukho. Và câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: Vui thay Phật ra đời, vui thay pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, vui hòa hợp tu, vui thay. Và đồng thời ngài Hòa thượng Giới Đức cũng dịch như thế này: Lành thay chư Phật giáng sinh, lành thay chánh pháp quang minh ba tòa, lành thay tăng bảo lục hòa, lành thay tứ chúng một nhà đồng tu. Và đồng thời chúng tôi cũng đã có chữ nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi, cho nên qua ba bản dịch này, đây là ba cái phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali mà Đức Phật ngài dạy. Xin thưa với toàn thể bà con chư Phật tử là không biết quý vị còn nhớ không? Chúng tôi đã từng giảng tại room của mình một câu kệ pháp cú. Câu kệ pháp cú đó dạy về bốn cái khó: khó được sanh làm người, rồi được làm người đó mà sống khỏe, sống có ích là khó. Rồi được nghe chánh pháp là khó, và được gặp Phật hay là được giác ngộ là khó. Như vậy thì trong cái câu kệ về cái khó đó đó, chúng ta thấy là có mối liên quan liên hệ với nhau. Có được cái khó đầu tiên thì chúng ta mới có được cái khó thứ hai, có cái khó thứ hai cầu dẫn đến có cái khó thứ ba. Khó thứ ba rồi thì chúng ta mới thành tựu được cái khó thứ tư. Thì ở đây cái câu kệ pháp cú số 194 này cũng đi theo một cái trình tự thứ lớp trước sau như vậy. Chúng ta có được cái an lạc hạnh phúc đầu tiên thì mới có được cái an lạc hạnh phúc thứ hai. Có được cái an lạc hạnh phúc thứ hai thì dẫn đến sẽ có được cái an lạc hạnh phúc thứ ba, và sẽ tiếp tục có được cái an lạc hạnh phúc thứ tư. Vậy thì theo bà con chư Phật tử chúng ta, đó là an lạc hạnh phúc đó là gì và có mấy loại? An lạc hạnh phúc đó chúng ta hiểu là gì? Là thân tâm của mình cảm nhận được một cái sự khoan khoái, hoan hỷ, thoải mái, nhẹ nhàng. Thì đó đó là an lạc hạnh phúc. Và an lạc hạnh phúc này đó, nếu mà mình kể cho nó đơn giản đó là có hai loại: là an lạc hạnh phúc hữu lậu và an lạc hạnh phúc vô lậu, hay là an lạc hạnh phúc liên hệ đến vật chất và an lạc hạnh phúc không liên hệ đến vật chất. Ở trong đời sống này, những ai đó mà có nhiều của cải tài sản vật chất nữa thì người đó sẽ có được một cái đời sống an lạc hạnh phúc hơn. Ai mà có nhiều quyền quý danh vọng thì người đó cũng có được sự an lạc hạnh phúc hơn người khác. Điều này đó ở trong chú giải, trong duyên sự của cái câu kệ này nói đó, xin thưa quý vị. Đó là một số vị tỳ kheo cho rằng đó,
có được dương quyền, thì đó là sự an lạc hạnh phúc. Rồi một số vị đó nói rằng đó là hướng dục lạc ngũ trần đó là một cái an lạc hạnh phúc. Rồi có người nói đó là được ăn ngon, tức là liên hệ đến vật thực đó, được ăn ngon thì đó là một an lạc hạnh phúc. Vậy thì cái an lạc hạnh phúc mà liên hệ đa dạng đó, cứ hễ thỏa mãn cái thị hiếu dục lạc của mình đó thì xem như đó là an lạc hạnh phúc. Rất là nhiều ai mà nghe nhạc nè, thì được nghe những cái bản nhạc mình yêu thích thì đó là an lạc hạnh phúc. Người thích đi du lịch đó là được ngắm nhìn những cái cảnh thích ý vừa lòng của mình, đó là an lạc hạnh phúc. Thành ra đó là an lạc hạnh phúc thuộc vật chất đó rất là nhiều vậy. Dạ, trong cái bài kinh Đa Thọ đó xin thưa quý vị, thì cái bài kinh Đa Thọ đó đó mới chia ra an lạc hạnh phúc có nhiều cấp độ như thế này. Cái thấp nhất đó là an lạc hạnh phúc của việc thọ hưởng dục lạc ngũ trần, hay là thọ hưởng năm dục hấp dẫn, panchakamma guna, năm dục hấp dẫn là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Được ăn ngon là một, được ngắm cảnh đẹp là một hạnh phúc, được nghe tiếng hay là một hạnh phúc, được ngửi mùi thơm là một hạnh phúc, được ăn các cái món ngon vật lạ là một hạnh phúc. Sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon rồi xúc lạc, được nằm ở trong giường cao nệm ấm máy lạnh này vân vân, thì đó là an lạc hạnh phúc. Vậy thì an lạc hạnh phúc thụ hưởng dục lạc ngũ trần đó là an lạc hạnh phúc thấp nhất. Cái an lạc hạnh phúc của thụ hưởng dục lạc ngũ trần này này xin thưa quý vị, nó khác khác nhau dữ lắm, cái mức độ biến thiên nó rất là cao. Lần này mình ăn cái tô cảm thấy